Em xin chào các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Thắng, âm thanh chuyên bãi Nhật, lại lên với các bác một đôi loa mang thương hiệu BV kép của Anh. Đôi loa em về hôm nay với tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp không tùy vết, đẹp đến 99%. Thế em về các em lại lên luôn cho nó nóng để cho các bác quan sát. Em tiến lại gần để cho các bác ngắm. Báo cáo các bác là đôi này về nhà bên nước ngoài người ta không dùng thì sao ấy, vẫn còn nguyên cả cái lỗ bịt hơi đấy ạ, cái lỗ bịt lỗ thông hơi đấy ạ. Sau đây em đọc thông số cho các bác. Đôi loa này có chiều cao nhà 40, chiều rộng nhà 22, chiều sâu nhà 31, mở loa nhà trên một thân thùng của em nó nhà 1 bát 16, loa đồng trục và một gỗ thông hơi và một chiếc két đôm. Loa này nhà màng ở đó nhà màng F-Line các bác nhá, màng chống đạn đấy ạ. Em về đẹp đến 99%. Em đọc luôn thông số của em nó là 120W 8 ohm, trở kháng 8 ohm. Em đi về sau em cho các bác quan sát em đọc lốt. BV kép Made in đây của Anh ạ. Đây này, các bác em kém tiếng Anh lắm, các bác đọc cho em vậy. CDM1LT 120W trở kháng 8 ohm, số siêu ly là 040563, là chiếc bên phải đấy ạ. Đây em sang chiếc bên trái. CDM1LT trở kháng là 8 ohm 120W, số siêu ly là 040564. Đôi loa này trùng siêu ly các bác nhé. Đôi loa này nó đẹp đến tận 99%, không một vết xước, một vết dày. Em về cực kỳ đẹp, về cái em lên luôn cho các bác. Rồi này cửa hàng của em mới về được đôi thứ ba, mà trong mấy năm rồi em về được ba đôi. Sau đây em báo giá với các bác. Dư đôi này nó đẹp đến 99%, nhà có giá nhà 21.300.000. Đôi loa của em là hầu như bên nước ngoài người ta chưa dùng. Đẹp, đẹp quá đẹp luôn. Đây, mọi chi tiết thì các bác xin liên hệ với em, địa chỉ của em nhà phố Nhật Tảo 1, phường Đông Hòa, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại của em nhà 0904393488, em giao hàng toàn quốc. Thôi em kết thúc video ở đây thì em cảm ơn các bác mọi mua sắm thiết bị nghe nhạc karaoke thì các bác xin liên hệ với em. Em giao hàng toàn quốc và em dừng video ở đây thì các bác xem được video của em Thắng thì ủng hộ cho em và xin một nút đăng ký và một nút chia sẻ. Và em cảm ơn các bác, em kết thúc video ở đây.